đổ nước lên người vợ và cái kết đau đớn. Ấy con chị này. Cô gái này đang đun bếp lửa chuẩn bị nấu đồ ăn thì chồng bà tới đổ hết cả xô nước vào người cô ta. Cái gì vậy bà nội? Bực tức tột độ nên cô ta định tạt nước ổng lại nhưng mà ổng né không cho tạt mới tức. Ôi trời ơi. Biết mình không thể thoát nạn nên anh trai đã quỳ xuống nhận lỗi thì ăn nguyên một xô nước muốn chuyển kiếp luôn. Tội nghiệp anh trai quá đi mà.